Hello, chào mừng các bạn đã đến với Di động Nhật Nam nhé. Hàng hóa còn nhiều nhưng mình lại tiếp tục nhập về đây có 3 hộp nữa. Và ngay bây giờ mình sẽ làm video clip để khui 3 cái hộp này ra, xem có cái sản phẩm nào siêu hot, siêu chất để bán cho các bạn không nhé. Các bạn hãy dành thời gian xem hết clip để lựa chọn cho mình một sản phẩm ưng ý nhé. Thì như các bạn cũng đã biết, shop Di động Nhật Nam là chuyên bán sản phẩm chính hãng và iPhone chuẩn quốc tế. Bán chỉ bán máy zin và chế độ bảo hành lâu chuẩn để các bạn yên tâm, bảo hành 1 đổi 1 trong vòng 6 tháng cho các bạn nhé. Ok, như vậy là chúng ta sẽ có 3 hộp hàng về ngày hôm nay, 3 hộp. Bây giờ mình sẽ mở từng hộp. Lý do là trong này nó khá là chật chội rồi vì nó còn nhiều máy, mặc dù các bạn cũng mua rất là nhiều. Các bạn cũng chốt rất là nhiều trong buổi chiều ngày hôm nay sau cái video mà từ sáng đến giờ mình review. Thì nhiều bạn chốt và mình cũng đã bốc những cái máy đấy ra rồi và bây giờ nó cũng còn thưa thưa. Thì bây giờ mình lại tiếp tục bổ sung xem hôm nay có cái sản phẩm siêu hot gì các bạn nhé. Ngay bây giờ mình sẽ khui bên ngoài này và đưa máy vào cho các bạn xem. Các bạn xem ủng hộ mình bằng cách đăng ký kênh, like và chia sẻ video. Bạn nào mới xem kênh mình, nếu mà lo lắng về uy tín và chất lượng thì các bạn có thể theo dõi lâu dài hơn, hoặc là các bạn có thể vào Google tìm kiếm hoặc là Google Map. Các bạn đánh cái số hotline của mình vào cái ô tìm kiếm đấy và các bạn tìm kiếm thì sẽ thấy thông tin của Di động Nhật Nam các bạn nhé. Rất là đơn giản, trong ô tìm kiếm các bạn đánh cái hotline 0979 782366 và 0367 709123. Sau đó các bạn nhấn tìm kiếm giúp mình nhé. Thì ngay lập tức là sẽ hiện lên thông tin của Di động Nhật Nam ở Tân Phú, Đồng Nai các bạn nhé. Mình có shop bán ở Tân Phú, Đồng Nai. Đây, hộp đầu tiên mình mở ra thì có hai con iPhone. Mình tạm thời để đó nhé. Mình mở tiếp hai cái hộp này nữa rồi sau đó mình mới review, báo giá cho bạn. Bên mình bán thì cam kết hàng chuẩn zin, các bạn cũng biết rồi. Chỉ bán máy zin chất, bảo hành 1 đổi 1 trong vòng 6 tháng cho bạn. Có nghĩa là lỗi sẽ đổi chứ không sửa chữa. Bất cứ bạn nào muốn đổi nâng cấp lên đời cũng được nhé, có thể liên hệ đến Nhật Nam để nhận cái địa chỉ shop và gửi máy về để đổi nâng cấp lên đời các bạn nha. Bên mình là hỗ trợ khách hàng hết mình, nhiệt tình luôn. Nói chung là shop Di động Nhật Nam chả có gì ngoài uy tín và chất lượng. Các bạn cứ vào Google tìm kiếm, Google Map, search cái hotline của Nhật Nam vào cái ô tìm kiếm đấy, thì các bạn sẽ thấy tất tần tật thông tin của Di động Nhật Nam. Các bạn sẽ kiểm chứng được cái uy tín của Nhật Nam và xem rằng là Nhật Nam có được nhiều khách hàng yêu mến, ủng hộ hay không. Thì sau đó thì các bạn có thể là lựa chọn là có mua hàng của Nhật Nam hay không cũng chưa muộn các bạn nhé. Hai cái hộp này thì gói rất là kỹ nên là mình khui nó hơi lâu, các bạn thông cảm nha. Chờ mình một chút sẽ xong ngay thôi. Đây, tiếp tục đây là hình như là iPhone rồi các bạn ơi. iPhone thì phải. Còn một hộp nữa các bạn nhé, còn một hộp nữa, hay mình khui nốt. Các bạn theo dõi mình thì các bạn thấy là mình về hàng liên tục. Có nghĩa là phải bán được hàng thì mình mới về liên tục. Bên mình là bán ship code toàn quốc mà. Hơn thế nữa lại có cả cửa hàng bán ở Tân Phú, Đồng Nai. Có cả shop ở Tân Phú, Đồng Nai cho nên là khách hàng rất dễ mua. Ở xa thì có thể mua online, ở gần thì có thể đến trực tiếp mua. Mình khui nốt cái hộp này. Các bạn xem thì ủng hộ mình bằng cách nhấn like nhé và chia sẻ video đến nhiều người khác nữa. Khi nào có nhu cầu mua điện thoại thì cân nhắc mua ủng hộ cho bên mình nha, nếu như thấy bên mình uy tín. Các bạn cứ yên tâm rằng là mua hàng của bên mình nếu mua online thì chỉ cần đặt cọc trước có vài trăm nghìn thôi. Từ 1 đến 500 nghìn thôi. Và hàng đến thì các bạn được kiểm tra hàng, được test máy nha. Cứ yên tâm. Nhật Nam uy tín, làm lên thương hiệu. Rồi, đây hộp này mình nghĩ cũng là iPhone rồi. Như vậy là hôm nay về iPhone nhiều vì mình bán iPhone rất là chạy, rất là nhiều nhá.
Các bạn chờ đợi mình một tí, mình khui nốt cái này ra. Đây, phải dẹp bớt mấy cái 12 rô mắc vào đây. Các bạn xem chơi cho vui thì ủng hộ mình bằng cách đăng ký, nhấn chuông. Để khi có video clip mới nhất thì nó báo tin đến cho các bạn kịp thời xem. Hôm nay như vậy là về cái iPhone XR 128GB các bạn ạ. XR 128GB màu cam. XR đợt này sao lại toàn màu cam thôi nhỉ? Mà hôm nay về là thấy có pin cả một pin 100% nữa, là máy keng đẹp. Và có cả XS64GB mà nhiều bạn đang chờ đợi này, XS64GB keng zin. Các bạn cứ yên tâm là bên mình về hàng liên tục để bổ sung hàng hóa bán cho các bạn nhé. Giá cả thì cập nhật theo ngày, cho nên là các bạn cứ vào YouTube xem, ủng hộ kênh mình. Và khi có cái sản phẩm ưng ý thì các bạn liên hệ đến hotline của mình để mua nhé. Như vậy là XS là thấy có 3 màu luôn các bạn ơi, màu đen, màu trắng và màu gold luôn này. Thoải mái các bạn lựa chọn. Rồi, mình khui hết rồi. Sơ lược qua một tí nhá. Như vậy là về 11 Pro XS nhỏ 64GB và XR 128GB. Bây giờ mình sẽ review và báo giá cụ thể từng máy cho các bạn luôn. Bạn theo dõi thấy kết cái nào thì liên hệ đến bên mình để đặt nhé. Đây, con 11 Pro màu trắng. Máy đẹp keng các bạn ơi. Máy đẹp keng, chuẩn chỉ. Máy qua sử dụng nhưng có nghĩa là ngoại hình đẹp đấy. Thì 11 Pro này là cũng màn hình là 5:8 nhá, 3 cam sau. Nói chung cấu hình chuẩn chất y như là iPhone 11 Pro Max, nhưng mà nó là màn hình của nó nhỏ như là màn iPhone X và XS thôi, 5:8. Đây, đây là dấu tay với bẩn nhá, chứ không phải là chày. Màn hình là đẹp chuẩn. Các bạn yên tâm, con nào mà chày màn là mình loại. Mình không làm hàng chày màn. Chày lông mèo dán cường lực ok thì mình làm, chứ còn nếu chày sâu là mình bỏ các bạn nhé. Còn đương nhiên máy zin là phải có chày lông mèo. Đó, chất chúng ta sẽ chờ mở lên. Chúng ta mở nốt thêm con này nữa đi. Tí nữa đỡ phải chờ đợi đúng không? Ok, để mình xem. 11 Pro này thì mã Mỹ 64GB các bạn ơi. Mã Mỹ 64GB các bạn nhé. Mã Mỹ 64GB iPhone 11 Pro. Đây. 11 Pro mã Mỹ. Bộ nhớ 64GB và đây là cái kiểm tra cái màn hình xem còn chu tông không. Đấy, cái này là cái vấn đề tiên quyết. Dĩ nhiên thì bên mình sẽ kiểm tra cặn kẽ hơn khi mà ngưng quay video các bạn ha. Chứ không thể nào mà tiền của mình là bỏ ra trước để nhập máy mà. Lỗi thì bên mình phải chịu. Lỗi bên mình phải bảo hành cho khách. Đấy. Nên bên mình phải test. Đấy. Chất chuẩn các bạn nhá. Tiếp theo là chúng ta sẽ thường hay quan tâm đến phần trăm pin nữa. Nhưng mà pin thì bây giờ không sao. Pin thì bao giờ thay hư hỏng thì các bạn có thể thay pin. Chuyện nhỏ. Pin rẻ tiền. Cái máy giá trị nhất là cái men zin. Và là cái men quốc tế. Cũng như là giá trị nữa là cái màn hình zin. Chuẩn ok, chưa bị thay thế. Thì ở bên mình thì đã cam kết hai món đấy cho bạn là men zin, màn zin và máy chuẩn quốc tế đến trọn đời máy. Đấy, bảo hành là cam kết là hàng chuẩn quốc tế đến trọn đời máy, cam kết không bán máy sửa, không bán máy lốc. Thì điều đó là rất yên tâm của các bạn nhé.
Và con này là một con hàng tuyển chọn luôn, zin nguyên con và pin còn 96. Giá của nó đắt, 11 Pro màu trắng, máy đẹp, zin nguyên bản, pin còn 96. Đây này, người ta có ghi đây pin 96 này. Ok nhá. Và giá bán của nó là 10.600.000. 10.600.000 các bạn nhé. Có một máy thôi, hàng chất lên giá nó cao, bảo hành 6 tháng các bạn nhé. Tiếp theo thì chúng ta sẽ có một con màu gold, cũng là 11 Pro màn hình 5:8. Màu gold thì là một cái màu hot, rất là nhiều bạn thích mua. Và con này thì pin cũng còn rất là ok, 87 đây, thấy ghi 87 để kiểm tra thực tế. Máy zin chuẩn. Ok, 11 Pro. À, con này mã Nhật các bạn ơi, khác mã nhé, vậy là con này mã Nhật, mã GA. Tuy nhiên thì mình phải lưu ý với các bạn là mã Nhật lên iOS 16 chụp ảnh cũng không kêu nữa rồi, nên không khác gì mã Mỹ nha. Ngày xưa thì các anh em sợ chụp ảnh nó kêu, bây giờ mình thử chụp nha, xem còn kêu không. Đấy, hết kêu rồi nha, không còn kêu gì nữa nhá. Ngày xưa nó kêu cái tách nghe đúng không. Đấy, nên anh em sợ chụp lén không được, nhưng mà thời buổi văn minh thì cũng không nên chụp lén. Rồi, thế nên là chẳng ảnh hưởng gì đến mã, mã nào thì cũng của Mỹ sản xuất. Nhiều anh em này không thích cái vụ chụp ảnh kêu thì bây giờ là nhà táo nó thay đổi rồi. Rồi, đây. Cũng chuê tông, chuê tiếc đầy đủ, màn hình zin chuẩn. Và chắc chắn rồi, Face ID là ngon lành. Nha. Mình cam kết là không bán máy lỗi, chỉ bán máy zin chất thôi. Đây, Face ID đây. Các bạn thấy mình làm đến nỗi bơ phờ, tóc tai chùm lên các bạn ha. Mà cài Face ID thì các bạn phải lắc, lắc mặt các hướng để nó nhận diện từng góc cạnh nhá, chứ ngồi đơ ra là nó không nhận này, thấy không? Đấy, mà lắc phát là nhận này, thấy không? Đó, 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 ok. Rồi thôi, cài đến đấy cho các bạn xem thôi, demo thôi nhá. Rồi, và giá bán của con màu gold này, à con này pin 87, để xem pin luôn. Pin 87 thì khá chất rồi, máy zin thì tầm 82, 83 là xài ngon rồi các bạn nhá. Chứ còn pin cao quá, cái nào cũng cao thì khó, đúng không? Mà cao thì có thể xài thời gian nó cũng tụt. À, tụt đến 8X rồi là nó ổn định, nó lâu tụt, cứ thế thôi. Cho nên là tại sao mình nói 8X xài vẫn ngon. Và con này thì mình bán rẻ hơn cái con màu trắng kia 300. Là bán 10.700 cho các bạn. À nhầm, bán rẻ hơn 300 là bao nhiêu nhỉ? Con kia 10.600, rẻ hơn trừ đi 300 là 10.300 các bạn ạ. Ok, 10.300, mình nói nhầm nhá. Rồi tiếp theo chúng ta chuyển phẩm sang cái sản phẩm XS. XS thì mình về được 5 cái, trong đó hai máy đen, hai máy trắng. Mở hết luôn anh em nhé, mở hết luôn, mở hết luôn để kiểm tra review chi tiết xem ai mua được cái nào thì mua. Ở đây là mình thấy có pin 86 đến 88 rồi đấy, thì 86 88 thì chắc là định lượng giá ngang nhau thôi, tùy anh em ai trước phục vụ trước nhá. Ok, đây là một con màu trắng zin nguyên, ngoại hình đẹp keng. Nói chung là mình nhập hàng zin nên mình rất là tự tin nói rằng đây là máy zin. Các bạn cứ yên tâm, đối tác của mình cũng không dám làm bậy bạ. Các bạn có biết là một cái kèo thơm như mình ngày nào cũng nhập hàng như thế, ngày nào cũng bán 15-20 cái điện thoại smartphone đời cao như thế này thì có ai muốn để mất mối của mình không? Chắc chắn là phải gửi cho mình hàng chất nhá. Con này pin 85. Pin 85. XS thì bây giờ zin nguyên và pin 8X là quý hóa rồi nhá. Đấy, lâu lâu mới có lô hàng tuyển pin 9X thôi, còn pin 8X là quý hóa lắm rồi, chất lắm rồi. Các bạn cứ xài 1-2 năm nữa đi, khi mà pin nó bị bảo trì thì chúng ta thay. XS bây giờ thay pin rất là rẻ rồi, chứ cũng không đắt nữa nhá. Thay pin zin chuẩn rất là rẻ rồi. Đây, mã Mỹ 64 ghi các bạn ơi, iPhone XS màn hình là 5:8 nha các bạn. Mã Mỹ 64 ghi. Này, chúng ta xem màn hình độ sáng này, chui tông chui tiếc là còn đầy đủ đây. Bên mình bán là cam kết chỉ bán máy zin, các bạn yên tâm nhá. Di động Nhật Nam không có tiền, không có gì cả, nhưng chỉ có uy tín và chất lượng và có điện thoại zin nguyên bản để bán cho các bạn thôi. Đấy. Face ID các thứ là đầy đủ dĩ nhiên rồi, không lỗi lầm dù là nhỏ nhất. Đây, nhưng mà thử một tí cho các bạn xem. Đấy, thấy chưa? Quét rất nhanh. Thôi thế thôi, demo nhẹ tí cho bạn thấy. Rồi và cái quan trọng là giá. Màu trắng đẹp keng như thế này, chuẩn chỉ như thế này, bán cho các bạn với giá là 6.400.000 các bạn nhé. 6.400.000, máy zin nguyên con, 6.400.000 màu trắng.
thêm cái màu trắng nữa đi, review cái màu trắng xong review thêm hai cái đen, rồi đến cái gold là hàng hiếm các bạn thấy là nhập. Tại sao gold nó luôn luôn đắt thì các bạn biết là nhập 5 cái mà người ta cho được có một cái gold thôi đó. Hai cái trắng, hai cái đen, thấy không? Ok, cũng là mã Mỹ. 64GB và cũng kiểm tra sơ qua cho bạn yên tâm. Nhưng thực sự bên mình bán thì bên mình bao rồi nên là bên mình sẽ phải kiểm tra rất là kỹ lưỡng trước khi xuất hàng ra khỏi kho. Và con màu trắng này xem pin bao nhiêu. Con này được con tuyển pin 95, zin nguyên pin 95 thì chắc chắn con này phải đắt hơn. Và sẽ đắt hơn là 200.000. Mình sẽ bán là 6.600.000, con màu trắng pin 95 đây nhá. 64GB nha, chuẩn quốc tế, 6.600.000, pin 95 hàng tuyển đấy. Rồi tiếp theo kiểm tra con màu gold đi cho đỡ nôn nóng. Để xem mã máy trước này. Con này cũng là mã Mỹ. XS mã Mỹ, 64GB, chuẩn ngoại hình keng các bạn nhé. Đây ngoại hình đợt hàng này keng, đẹp lắm, nét lắm. Len keng xà beng zin nguyên nha. Keng y hệt như là cái 256 mình mới bán mấy ngày hôm qua đó. Ngày hôm qua và mấy ngày trước đấy là mình có về cái 256 bán quá trời bán đấy. Còn này về thêm 64 để rẻ hơn tí cho những người mà người ta chỉ cần dùng 64GB thôi. Đấy ok, máy zin nguyên và pin... pin này pin 88%, 88 quá ngon rồi. Màu gold pin 88 này mình cũng bán là 6.600.000 các bạn nhé. Lý do là màu gold đắt hơn và pin 88 thì cũng ngon nên bán 6.600.000, có một cái thôi. Rồi tiếp theo là màu đen. Màu đen thì để xem. Mã Mỹ, 64GB luôn. Máy chất. Đây màn hình chu tông các thứ là mình cứ bao nhé, về các bạn cứ việc kiểm tra thoải mái không có gì hết á. VAD cũng vậy, về cứ kiểm tra test thoải mái các bạn nhá. Không được là mình đổi cho sản phẩm khác, các bạn yên tâm, lỗi là mình đổi trong vòng 6 tháng lỗi là mình đổi. Đấy, các bạn cứ yên chí nhá, về cứ việc test, nhận hàng được test, được kiểm tra chứ ở đây không bán tù mù. Ok, mã Mỹ 64GB và pin con này 86%, màu đen và con này là 6.400.000 luôn. Máy chuẩn keng. Đấy, đẹp keng không tì vết nhá. Cầm mát tay lắm, sướng tay lắm bởi vì máy nó zin xịn. Đấy, sang xịn mịn. Rồi, thêm một con nữa màu đen. Các bạn ơi, ai xem kênh của mình nhớ nhấn like ủng hộ cho mình nhá. Nhớ nhấn like ủng hộ cho mình và chia sẻ video đến nhiều người khác. Ai chưa đăng ký kênh thì đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Bên shop di động Nhật Nam là chỉ bán máy zin chất, bảo hành 1 đổi 1 trong vòng 6 tháng. Đối với iPhone là cam kết chỉ bán máy chuẩn quốc tế, bán máy zin không sửa chữa. Chế độ bảo hành 1 đổi 1 trong vòng 6 tháng các bạn nhé. Đấy. Chuẩn chỉ, đẹp không tì vết. Các bạn cứ kiểm tra, chán chê mê mệt luôn. Xem chán chê mê mệt luôn trước khi đặt mua hàng bên mình nhé. Chỉ bán máy zin chất, chế độ bảo hành lâu. Bảo hành đổi luôn chứ không sửa chữa. Đây con này cũng pin 86, pin zin nhà sản xuất và giá bán là 6.400.000 luôn. Đấy như vậy là đây là cái sản phẩm 6S 64GB. À nhầm, XS 64GB. Đấy nhiều hàng quá nó loạn đấy các bạn. XS và tiếp theo là có 3 con XR màu cam. Thì ở đây thì mình thấy có một con chẳng ghi, chỉ ghi 128 nhưng có hai con ghi B100, tức là pin 100. Thì mình cũng mở cả ba con lên và bán theo tình trạng pin các bạn nhé. Máy thì mình thấy đẹp như nhau rồi. Đẹp ngất ngây con gà Tây rồi. Các bạn mua iPhone bên mình đừng ngại pin thay. Bởi vì bên mình là thay pin chuẩn nét nhé. Xài ngang ngửa pin zin chứ không phải là thay pin đẻo cho các bạn đâu. Bởi vì nếu như mà các bạn xài không được, cái người đầu tiên gặp rắc rối là mình. Chắc chắn là các bạn sẽ điện cho mình, đầu tiên là mắng vốn này, sau đó là mắng lãi này, và thứ ba nữa là các bạn sẽ gửi máy về bên mình phải đổi cho bạn cái khác rồi. Nên là mình không bao giờ muốn bán máy lỗi cho khách hàng đâu, các bạn yên tâm. Đây và đây ba con máy XR màu cam phiên bản 128GB ngày hôm nay về, các bạn thấy là như sinh đôi, như sinh ba luôn. Ba máy đều như nhau chuẩn chỉ nhớ, chỉ khác nhau về tình trạng pin thôi. Ok. Và mình sẽ kiểm tra con không ghi này là cái con tò mò nhất là phải xem trước. Đấy, đã tò là mình phải mò, thế thôi. Mò rồi mới biết đúng không? Thế nó mới giải phóng được cái sự tò mò. Đây, mã Nhật, à quên mã Mỹ nhá.
nhầm LLA to đung thế này kêu Nhật mà Mỹ. Nhưng mà Nhật Mỹ bây giờ mình mới nói rồi, nó hết chụp ảnh kêu rồi nên nó như nhau. Đấy, 128GB bộ nhớ đây. Và kiểm tra xem máy zin không nhá. Trước mắt là kiểm tra màn hình xem cái chu tông này, cái này là cái đầu tiên này. Cái đầu tiên là cái tiền đâu đấy. Ok. Và tiếp theo nữa đây là Face ID đi, kiểm tra Face ID cái đi xem có nhìn thấy cái mặt mốc của mình không. Đấy. Ok. Rồi, ngon lành cành đào, Face ID và pin đi, xem con này pin bao nhiêu, hồi hộp quá. Pin 90. Chất quá các bạn ạ, zin nguyên bản pin 90. Thì các bạn biết là pin 90 này cũng thuộc hàng chọn rồi. Thì sẽ có giá bán cho các bạn là 6,6 triệu các bạn nhé. Bởi vì hôm trước mình bán 6,5 triệu là pin chỉ có 85, 86, 87 thôi. Và cái này pin 90 thì phải thêm cho mình 100. Đấy, 128GB XR nhé, máy chất lắm. Không chê vào đâu được, và pin 90% máy zin nguyên là 6,6 triệu. Còn đến pin 100 này thì mình nghĩ là pin thay zin. Thì đối tác của bên mình có báo cho mình biết là pin thay zin và cam kết là như thế. Thì chắc chắn rồi, mình sẽ mở ra kiểm tra, các bạn cứ yên tâm mà đặt hàng. Thì pin thay zin này các bạn phải cộng thêm cho mình là 250 so với lại cái dòng máy và pin 85 thì nó sẽ là bao nhiêu nhỉ, nó sẽ là 6,750 à. Thôi tính 6,7 đi, tính 6,7 nhá. Mã Mỹ, 128GB máy chất, pin thay zin, thay pin hỗ trợ chỉ có cộng thêm có 200.000 thôi này. Đấy, pin 100 chuẩn chỉ về chỉ việc dùng, yên tâm. Thẩm định kỹ thuật, chất lượng chất zin này, màn zin này, đấy, chu tông các thứ là đầy đủ đây. Máy mã Mỹ 128GB nhá, XR hàng lựa chọn luôn, nên là máy keng xà beng, giá là 6,7 triệu. Tiếp theo con này cũng 6,7 triệu, để mình kiểm tra đúng thế không. Các bạn cứ yên tâm, hàng thay pin của bên mình thì phải nói là về xài có là chất ngất luôn, lần sau mua có khi còn nhờ mình thay pin luôn ấy. Bởi vì nó quá sướng. 128GB mã Mỹ. Đây, kiểm tra Face ID cho các bạn con này nữa luôn. Ngẫu nhiên, ngẫu hứng lý qua cầu luôn. Ở đây không bán máy lỗi, đây chỉ bán máy chất. Bảo hành lâu, bảo hành 6 tháng. Đây, và màn hình độ sáng này, kiểm tra chu tông, chu tẻo, ngon lành cành đào nhá. Đấy, máy thì màn hình nó không có ám ố gì hết, đều màu, chất. Tiền nào của đó luôn, camera thì do nó dán cái này, ok. Đây, dán lệch sang bên đi. Để kiểm camera cho các bạn xem chơi cho vui luôn này, đấy, thấy chưa. Chất, và con này cũng 6,7 triệu. Như vậy là chúng ta sẽ có hai con 6,7 triệu và một con 6,6 triệu. XR màu cam 128GB. Đẹp chất, chuẩn nhá, mua về xài thì có nghĩa là để chỉ làm sưu tầm. Đến với di động Nhật Nam một lần là có thể nhớ cả đời rồi. Rồi. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video mình nhé. Bây giờ là cái vấn đề quan trọng là ai kết cái sản phẩm nào thì liên hệ đến cho mình qua số điện thoại 0979 78 2366 hoặc là 0367 709 123 để mà đặt cọc mua hàng. Thì bên mình nhận đặt cọc là đối với cái sản phẩm là dưới 5 triệu thì cọc 100. Các bạn vui lòng cọc cho mình 100 nhé. Còn là mua máy trên 5 triệu thì vui lòng cọc cho mình 200. Mua máy trên 10 triệu thì cọc cho mình 300. Và mua máy trên 15 triệu thì cọc cho mình 500. Và hình thức cọc thì có thể cọc cho mình bằng cách là chuyển khoản ngân hàng và thẻ cào Viettel Mobi các bạn nhé. Nhớ là thẻ cào thì Viettel Mobi, bằng cách là mua thẻ mệnh giá 100-200 cào ra, chụp cái hình cái thẻ khi đã cào gửi sang Zalo cho Nhật Nam. Hoặc là soạn tin nhắn SMS, soạn cái mã số nạp tiền và cái số series gửi sang cho mình. Ngoài ra thì xem kênh mình nếu yêu mến mình và đam mê về công nghệ và săn hàng cũ giá rẻ mà chất lượng như mới thì có thể đăng ký kênh của mình, nhấn chuông bật thông báo để khi mình có video về hàng mới nhất hoặc là review hàng hóa thì các bạn có thể xem được đầu tiên và lựa chọn sản phẩm xịn sò nhất, ưng ý nhất và phù hợp với túi tiền nhất các bạn nhé. Mình công việc khá bận, các bạn cũng thấy đấy, các bạn theo dõi mình vài ngày thôi là các bạn biết hàng về hàng đi liên tục, các bạn biết là khá bận, cho nên mình sẽ không chụp hình ảnh cụ thể từng máy qua Zalo cho các bạn được, vì bên mình là bán hàng theo công nghệ 4.0, bán online theo công nghệ 4.0, bán số lượng lớn và hàng chất lượng uy tín, cho nên là chỉ review như thế này, bạn nào chọn cái máy nào đó thì đặt cọc rồi cho mình địa chỉ là mình ship hàng đến tận nơi thôi. Đến nơi thì các bạn được kiểm tra hàng nhé, được test máy.
Ngoài ra những bạn ở gần khu vực Tân Phú, Đồng Nai nếu muốn mua iPhone xịn sò Samsung, Oppo chính hãng chuẩn chỉ có thể đến trực tiếp shop của mình. Mình có shop ngay sát cổng chợ Ngọc Lâm, xã Phú Xuân, huyện Tân Phú, tỉnh Đồng Nai. Các bạn có thể đến trực tiếp đó xem và mua hàng ủng hộ mình. Còn những bạn ở xa mới lần đầu xem kênh, cảm thấy kênh chưa uy tín hay như thế nào đó thì cứ đăng ký kênh để theo dõi lâu dài thêm. Hoặc là các bạn có thể check uy tín của Di Động Nhật Nam bằng cách là vào Google tìm kiếm các bạn nhé, hoặc là Google Map hoặc Google tìm kiếm, là các bạn có thể trong cái ô tìm kiếm các bạn đánh cái số hotline của Nhật Nam 0979782366 vào đó và nhấn tìm cho mình một phát, rồi sau đó tìm hiểu xem là Di Động Nhật Nam có uy tín hay không, rồi hãy mua hàng ủng hộ mình nhé. Cảm ơn các bạn, và khi các bạn xem video thì các bạn cũng đừng quên like để ủng hộ cho mình này và chia sẻ video đến nhiều người khác để cùng xem, cùng ủng hộ cho Di Động Nhật Nam. Cảm ơn các bạn rất là nhiều, chúc các bạn thật nhiều niềm vui, sức khỏe và luôn thành công trong cuộc sống. Tiền cứ gọi là vào nhiều, vào đều để mà gửi điện thoại về Di Động Nhật Nam đổi nâng cấp lên đời những con xịn sò hơn các bạn nhé. Cảm ơn các bạn rất nhiều, chúc bạn thật nhiều niềm vui, sức khỏe và luôn thành công trong cuộc sống. Xin chào, hẹn gặp lại các bạn ở những video sau.